Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trứng sốt cà chua thơm ngon béo ngậy nhé. Để làm món trứng sốt cà chua này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 4 quả trứng gà. Và để nhận biết được trứng gà chúng ta mua là trứng gà tươi ngon hay là trứng gà để lâu để nó sẽ bị hỏng ấy, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một chậu nước nhé. Đây ạ. Nếu mà các bạn cho vào một chậu nước như thế này mà trứng gà ấy, nó chìm xuống nhé, tức là trứng gà này mới đẻ đấy ạ. Rất chi là ngon luôn. Các bạn chọn những quả đều nhé, không cần to quá và cũng không nhỏ quá. Và khi bề mặt của vỏ nó nhẵn nhụi không bị sần sùi thì là tức là trứng gà ấy, nó không bị bệnh tật. Nhưng mà trứng gà mà trên nồi nõm mỗi thứ ấy, tức là trứng gà con gà đang bị bệnh nhé, nó thiếu canxi thì làm cho cái vỏ trứng của nó sẽ bị nồi nó như kiểu là bị vôi ấy các bạn ạ. Nó xốp xốp vẽ lên ấy, thì các bạn thấy nó cong lên. Nhưng mình không chọn quả nào như thế nên là mình hướng dẫn được các bạn ạ. Sẽ có một hôm mình sẽ chọn cái quả trứng gà như vậy để mình nói cho các bạn biết cách nhận biết nhé. Đấy, khi trứng gà chúng ta mua về mà nó ngâm dưới nước là nó cứ chìm như thế này nhé, tức là trứng gà mới đẻ xong thì nước tươi và ngon, không no bị ung nhé. Khi thời tiết mùa hè này nếu mà các bạn mà không cẩn thận ấy, là sẽ hay bị ung trứng gà khi mình mua về, là mùi hối hôi của trứng gà tanh rất là sợ luôn. Và các bạn chuẩn bị cho mình 4 quả cà chua, một ít hành thơm, hành lá nhé, để mình làm cái món trứng sốt cà chua này nó thơm ngon. Gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Tiên cà chua mình sẽ làm rửa sạch sẽ đi nhé, và mình thái cau. Hành thơm, hành lá mình cũng thái ạ. Trước tiên mình sẽ thái cái phần hành thơm này ra nhé. Cà chua các bạn thái cau ra cho mình. Để cho cái phần trứng này ngon nhé, các bạn cho mình một ít nước này và một ít mắm nhé. Còn một thìa mắm các bạn ạ, thìa canh mắm ấy, để cho cái món trứng này nó đậm đà. Các bạn mà muốn ăn béo nữa thì các bạn có thể thay nước bằng sữa tươi nhé. À, thì nó sẽ béo hơn nữa rất nhiều, nhưng mà không có thì chúng ta bằng nước là bình thường ấy, thì nó sẽ làm cho trứng không bị khô xốp nhé, không bị khô. Mình cho chảo dầu lên bếp nhé.
phần dầu này nó nóng lên ấy, thì các bạn sẽ cho mình phần thơm vào. Để phần hành thơm này thơm rồi thì mình sẽ đảo phần cà chua lên. Các bạn đánh vung này cho mình khoảng 3 phút nhé, để cho cái phần cà chua nó chín ra thì nó sẽ hết cái mùi hăng của cà chua ấy ạ. Khi phần cà chua này đã hết cái mùi hăng rồi, các bạn sẽ đổ cho mình bát trứng vào nhé. Bây giờ mình cho phần hành lá vào nữa. Đấy, như thế này là được rồi các bạn nhé. Và mình sẽ tắt bếp và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức được rồi ạ. Cho phần thức ăn ra. Món trứng này thì các bạn nên ăn nóng hổi nhé, rất chi là ngon luôn. Thì các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Rất chi là thơm ngon và béo ngậy. Các bạn hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình ạ.